Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Neuro von mir. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học lần này. Như các bạn đã thấy thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về một chủ đề ngữ pháp. Đây là một chủ đề rất là cơ bản trong tiếng Đức nhưng cũng không hề dễ dàng một chút nào. Đó chính là cách để phân biệt được các cách, các casus trong tiếng Đức. Nếu như các bạn theo dõi kênh YouTube của mình thì có lẽ các bạn cũng sẽ nhận ra rằng chúng ta đã từng có một vài lần đề cập tới chủ đề này rồi. Tuy nhiên là trong những video trước đó thì mình mới chỉ đề cập tới các cách trong tiếng Đức một cách rất là cơ bản thôi để cho các bạn dễ dàng hình dung. Còn trong video này thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về từng cách và làm thế nào để có thể phân biệt được các cách trong tiếng Đức. Đó sẽ là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. Các bạn có thể nhận thấy một điều sự khác biệt giữa tiếng Đức so với tiếng Anh hay là tiếng Việt. Đó chính là các danh từ trong tiếng Đức đều có giống. Đây không phải là giống thực sự của danh từ mà đó chỉ là giống ngữ pháp thôi. Chúng ta có giống đực masculine, ví dụ như là der Tisch, giống cái feminine, ví dụ như là die Tasche, hay là giống chung neutral, ví dụ như là das Buch. Bởi vậy cho nên thì khi mà chúng ta học các danh từ trong tiếng Đức thì chúng ta luôn học kèm với cả mạo từ của nó. Giống của một danh từ thường được thể hiện qua mạo từ, der Artikel đứng đằng trước nó. Và tùy theo mỗi cách mà các mạo từ này sẽ có sự biến đổi về hình dạng. Nếu như trong một câu chúng ta có nhiều danh từ mà các danh từ này không được biến đổi theo các cách, các casus thì chúng ta rất là khó để có thể hiểu được nghĩa của câu này. Mình sẽ cho các bạn một ví dụ nhé. Also, die Tochter, der Mann, gibt, der Sohn, die Frau, der Stift. Các bạn thử đọc kỹ câu này. Nếu như các bạn đã từng học qua các casus trong tiếng Đức, các cách trong tiếng Đức thì có thể các bạn sẽ đoán được nghĩa của câu này muốn nói gì. Còn nếu như mà chưa từng biết về các cách trong tiếng Đức thì khi mà nhìn vào câu này thì có thể là các bạn sẽ không thể hiểu được nghĩa của nó đúng không? Còn bây giờ thì mình sẽ giúp các bạn để sửa lại câu này theo đúng ngữ pháp mà đáng lẽ ra nó phải có nhé. Die Tochter des Mannes gibt dem Sohn der Frau den Stift. Rồi, các bạn có thể thấy ở đây là những cái mạo từ đứng trước mỗi danh từ đã được thay đổi. Và sự thay đổi này là phụ thuộc vào cách mà danh từ đó đứng. Die Tochter ở đây là ở cách thứ nhất, nominative, des Mannes, đứng ở cách thứ hai, genitive. Danh từ tiếp theo, dem Sohn, đứng ở cách thứ ba, dative. Der Frau, đứng ở cách thứ hai, genitive. Và den Stift, đứng ở cách thứ tư, accusative. Trong tiếng Đức, người ta chia ra thành 4 cách. Cách thứ nhất là nominative. Cách thứ hai, genitive. Cách thứ ba, dative. Và cách thứ tư, accusative. Các cách trong tiếng Đức là như thế nào và làm thế nào để phân biệt được chúng? Mình sẽ chia sẻ với các bạn điều đó ngay sau đây. Mình sẽ cố gắng tránh sử dụng những cái thuật ngữ, ngôn ngữ chuyên ngành. Và thay vào đó mình sẽ diễn đạt bằng cái ngôn ngữ riêng của mình để cho các bạn dễ hiểu nhất có thể. Rồi, nếu như bạn đã sẵn sàng thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mình sẽ nói theo thứ tự các cách được sử dụng phổ biến nhất. Và trước tiên chúng ta sẽ phải đề cập tới cách thứ nhất, nominative. Nominative là một trường hợp rất dễ dàng để nhận biết. Các bạn chỉ cần nhớ cho mình hai cái cách đầu dòng sau. Thứ nhất, đó chính là khi mà danh từ là chủ ngữ trong câu thì danh từ đó luôn luôn đứng ở cách thứ nhất, nominative. Ví dụ như das Kind spielt im Garten. Das Kind spielt im Garten. Das Kind ở đây là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi là wer. Bởi vậy nên là das Kind sẽ chia ở cách thứ nhất, nominative. Hay là das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch ở đây cũng là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi là was. Bởi vậy nên là das Buch cũng chia ở cách thứ nhất, nominative.
Trường hợp thứ hai, đó là khi danh từ đứng đằng sau động từ sein thì là ở hay là động từ werden, thì danh từ đó sẽ luôn luôn chia ở cách thứ nhất, nominative. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Ein Tisch đứng đằng sau động từ sein, bởi vậy nên là nó sẽ chia ở cách thứ nhất, nominative. Hay một trường hợp khác, er wird mein Schwager. Er wird mein Schwager. Mein Schwager đứng đằng sau động từ werden, bởi vậy nên là nó cũng sẽ chia ở cách thứ nhất, nominative. Đó là hai cách để nhận biết nominative rất là đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cách tiếp theo, đó là cách thứ tư, accusative. Danh từ ở accusative miêu tả một đối tượng. Đối tượng này có thể là người hay là vật, và trả lời cho câu hỏi là wen oder was. Trong một câu để có thể biết được là danh từ này đứng ở cách nào thì các bạn hãy trước tiên hãy nhìn vào thứ nhất, đó là động từ của câu. 90% động từ trong tiếng Đức đòi hỏi một bổ ngữ accusative. Các bạn có thể thường gặp những cái động từ này như là haben, brauchen, suchen, finden, kaufen, sehen, tragen, besuchen, vân vân, có rất nhiều những cái động từ như vậy. Và thường là những cái động từ này chỉ đòi hỏi một cái bổ ngữ đứng đằng sau nó thôi. Ví dụ như là ich brauche einen Mantel. Ich brauche einen Mantel. Einen Mantel là bổ ngữ trực tiếp đứng đằng sau động từ. Bởi vậy nên là nó sẽ đứng ở cách thứ tư, accusative. Hay là các bạn có thể nhớ một cái mẹo rất là đơn giản, đó là khi các bạn thấy cái động từ mà mình vừa nêu ở trong câu thì có thể lập tức biết được là cái danh từ đứng đằng sau nó là những cái danh từ đứng ở cách thứ tư, accusative. Rồi trường hợp thứ hai mà mình phải lưu ý tới, đó là các bạn hãy, nếu như trong câu có giới từ preposition thì các bạn hãy phải nhìn vào cái giới từ đó. Thường là giới từ sẽ đứng trước mạo từ và sau mạo từ sẽ là cái danh từ. Nếu như bạn nhìn thấy trong câu những cái giới từ sau đây thì chắc chắn rằng danh từ đứng đằng sau cái giới từ đó sẽ chia ở cách thứ tư, accusative. Đó là this, durch, and lang, für, gegen, ohne, Nếu các bạn thấy những cái danh từ đứng đằng sau những cái giới từ này thì không cần biết danh từ đó là gì, thì những cái danh từ đó sẽ luôn luôn chia ở cách thứ tư, accusative. Ví dụ như das Geschenk ist für meine Mutter. Das Geschenk ist für meine Mutter. Für là giới từ, meine Mutter là danh từ đứng đằng sau giới từ für, bởi vậy nên là danh từ này sẽ chia ở cách thứ tư, accusative. Die Erde dreht sich um die Sonne. Die Erde dreht sich um die Sonne. Um die Sonne. Là giới từ, die Sonne là danh từ đứng sau giới từ đó, bởi vậy nên là nó sẽ chia ở accusative. Và trường hợp tiếp theo đó là nếu như mà các danh từ đứng đằng sau những giới từ chỉ vị trí như là an, auf, hinter, zwischen, in, unter, und so weiter. Nếu như động từ chính trong câu miêu tả một sự dịch chuyển vị trí từ A sang B, nhé, một sự chuyển động, thay đổi vị trí, thì những cái danh từ đứng đằng sau những giới từ mà mình vừa nêu sẽ chia ở cách thứ tư, accusative. Để có thể hiểu rõ hơn về điều này thì các bạn có thể xem lại bài học thứ 12. Ở đó thì mình đã có riêng một cái video để nói về những cái giới từ Wechselprepositionen, những cái giới từ chỉ vị trí. Mình có thể lấy ví dụ cho các bạn ở trường hợp này. Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Rồi câu hỏi ở đây là với wohin, đi đâu, một sự di chuyển từ A sang B. Bởi vậy nên là danh từ đứng đằng sau giới từ in sẽ chia ở cách thứ tư, accusative, die Schule.
Hay là wohin hängst du das Bild? Ich hänge das Bild an die Wand. Ich hänge das Bild an die Wand. Also động từ chính trong câu là hängen, treo. Nó là chỉ một cái sự dịch chuyển vị trí. Tôi treo cái bức tranh đó trên tường nhá. Thì bởi vậy nên là danh từ die Wand đứng đằng sau danh từ an sẽ chia ở cách thứ tư accusative. Trường hợp tiếp theo đó là nếu như trong câu có cấu trúc là es gibt thì danh từ đứng đằng sau đó sẽ luôn luôn chia ở cách thứ tư accusative. Ví dụ như es gibt hier einen Tisch und einen Stuhl. Nhá, einen Tisch und einen Stuhl đứng đằng sau cấu trúc es gibt. Bởi vậy nên là nó sẽ chia ở cách thứ tư accusative. Ngoài ra thì các danh từ miêu tả thời gian cũng thường chia ở cách thứ tư accusative. Ví dụ như jeden Tag, letzten Sommer, den ganzen Tag oder diesen Abend, vân vân. Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. Jeden Tag là danh từ chia ở cách thứ tư accusative. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến cách thứ ba, dative. Danh từ đứng ở cách thứ ba dative thường là một đối tượng gián tiếp. Đối tượng này có thể là người hay là vật và nó hưởng lợi từ một đối tượng khác ở trong câu. Ví dụ như là er schenkt seine Freundin einen Blumenstrauß. Er schenkt seine Freundin einen Blumenstrauß. Seine Freundin. Also, anh ấy tặng cho bạn gái của mình một bó hoa. Also, seine Freundin là một đối tượng mà được nhận được, đối tượng được nhận trong câu đó, được hưởng lợi từ ai hay cái gì đó. Bởi vậy nên là nó sẽ là một danh từ chia ở cách thứ ba dative. Có một vài những cái động từ luôn luôn đòi hỏi trong câu một bổ ngữ dative. Ví dụ như là geben, schicken, schenken, gratulieren, antworten, vân vân. Khi mà những cái danh từ đứng đằng sau những cái động từ này thì nó sẽ chia ở cách thứ ba dative. Và ở phần thông tin miêu tả dưới video thì mình sẽ có một cái đường link cho các bạn. Và khi bạn click vào đó thì các bạn có thể tìm thấy được danh sách những cái động từ luôn luôn đòi hỏi bổ ngữ ở dative. Và nếu như ở trong một vài trường hợp các bạn không chắc chắn là động từ này đòi hỏi bổ ngữ accusative or dative thì các bạn có thể hoàn toàn xem được ở trong từ điển. Ở trường hợp trước khi nói đến những cái trường hợp chia ở cách thứ tư accusative thì mình có đề cập tới những cái giới từ chỉ vị trí như là an, in, zwischen, hinter, über, vân vân. Rồi khi mà những cái giới từ này đứng ở trong câu mà có động từ miêu tả một cái sự vị trí cố định nhá. Câu hỏi được đặt ra là wo thì cái danh từ đứng đằng sau những cái giới từ này sẽ chia ở cách thứ ba dative. Ví dụ như wo ist mein Handy? Dein Handy ist in der Tasche. Dein Handy ist in der Tasche. In der Tasche. Rồi, câu hỏi ở đây là wo, ở đâu? Bởi vậy nên là đằng sau giới từ in, chúng ta sẽ chia danh từ ở cách thứ ba dative. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì các bạn hoàn toàn thể xem lại video của mình, video thứ 12, Lektion 12, để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Rồi, ngược lại, đó là chúng ta cũng có những cái giới từ cố định luôn luôn đòi hỏi đằng sau nó danh từ ở cách thứ ba dative, đó là aus, seit, bei, mit, nach, von, zu. Các bạn hãy học thuộc những cái giới từ này, và nếu như ở trong câu các bạn thấy những cái giới từ này thì không cần biết danh từ đằng sau nó là gì thì những cái danh từ đó sẽ luôn luôn đứng ở cách thứ ba dative. Ví dụ như ich wohne bei meiner Tante. Ich wohne bei meiner Tante. Also, bei là một cái giới từ preposition đòi hỏi, also một cái bổ ngữ dative. Bởi vậy nên là meine Tante sẽ là danh từ chia ở cách thứ ba dative. Ngoài ra thì trong một vài câu thì chúng ta cũng dùng những cái
đại từ, cái pronomen ở dative, khi mà câu đó dùng để miêu tả về tình trạng sức khỏe hay là cảm nhận của mình. Ví dụ như là Wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. À rồi, đây là một câu để hỏi về tình trạng sức khỏe. Bởi vậy nên là chúng ta sẽ dùng đại từ là, ở đây là Ihnen hay là mir. Đây là những cái đại từ được chia ở dative. Hay là mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Tôi không được khỏe. Chúng ta dùng ở đây là cái đại từ ở dative là mir. Nếu như bạn nói là ich bin schlecht thì câu hoàn toàn có nghĩa khác. Đó nói về cái khả năng của mình, tôi không giỏi ở cái lĩnh vực nào đó. Đó, nó không phải là nói về tình trạng sức khỏe nữa. Hay là mir ist warm, nhá, tôi cảm thấy nóng. Hay là mir gefällt die Jacke nicht. Mir gefällt die Jacke nicht. Oder die Jacke passt mir nicht. Die Jacke passt mir nicht. Also, quan hệ thấy đại từ mir ở đây là chia ở cách thứ ba dative, bởi vì đây là hai cái câu nói về cái cảm nhận của người nói. À rồi, tiếp theo cách thứ tư cũng là trường hợp thứ tư, đó là cách thứ hai genitive. À, đây cũng có thể gọi là sở hữu cách. Nếu như trong một câu các bạn thấy có hai danh từ đứng cạnh với nhau thì danh từ đứng thứ hai sẽ là danh từ chia ở cách hai genitive, và danh từ này biểu lộ cái người sở hữu trong câu. Ví dụ như Das ist das Auto meines Vaters. Das ist das Auto meines Vaters. Meines Vaters đứng ở cách thứ hai genitive, bởi vì nó là danh từ để chỉ cái người sở hữu của cái đồ vật đứng trước đó. Đó là Das Auto meines Vaters, chiếc xe ô tô của bố tôi. Hay Ich suche das Buch meiner Mutter. Ich suche das Buch meiner Mutter. Meine Mutter, danh từ đứng thứ hai chia ở genitive, nó có nghĩa là quyển sách của mẹ tôi. Đó. Rồi bây giờ để áp dụng những cái lý thuyết mà các bạn vừa mới nghe thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau phân tích một câu nhé. Và các bạn hãy chỉ ra trong câu này danh từ nào đứng ở cách nào. Die Frau arbeitet seit einem Monat in dem Restaurant. Die Frau arbeitet seit einem Monat in dem Restaurant. Rồi, các bạn hãy tìm xem trong câu này có những cái từ nào là danh từ. Thứ nhất chúng ta có Frau, Monat, Restaurant. Nhá? Die Frau là chủ ngữ của câu. Wer arbeitet in dem Restaurant? Die Frau. Bởi vậy nên nó sẽ đứng ở cách thứ nhất, nominative. Nhá? Rồi, danh từ thứ hai là Monat. Các bạn thấy là danh từ này đứng đằng sau giới từ seit. Những danh từ đứng đằng sau giới từ seit sẽ luôn chia ở cách thứ ba dative. Bởi vậy nên einen Monat sẽ chia ở cách thứ ba dative. Còn danh từ tiếp theo là Restaurant. Nhá? In dem Restaurant. Nó đứng đằng sau giới từ in. Rồi, tuy nhiên là câu hỏi đây được đặt ra là Wo? Wo arbeitet die Frau seit einem Monat? In dem Restaurant. Bởi vậy nên là dem Restaurant sẽ chia ở cách thứ 3 dative. Alles klar? Hy vọng là video lần này có thể giúp ích được cho các bạn trong việc phân biệt được các cách trong tiếng Đức. Và mình sẽ có những cái bài tập luyện tập cho các bạn ở phần thông tin miêu tả dưới video. Các bạn hãy tìm thấy đường link ở đó. Và các bạn hãy làm những bài tập đó và để áp dụng những cái kiến thức mình học được. Và hy vọng rằng video này đã có thể giúp cho các bạn hiểu rõ hơn cách phân biệt được các cách, các casus trong tiếng Đức, và sẽ không còn gặp quá nhiều khó khăn ở trong lĩnh vực này nữa. Trong bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ đề cập tới một chủ đề, đó là cách biến đổi của cái mạo từ theo các cách trong tiếng Đức, các casus. Mạo từ sẽ biến đổi như thế nào ở các casus khác nhau. Đó sẽ là chủ đề tiếp theo của chúng ta, với hy vọng là sẽ được gặp lại các bạn trong video tiếp theo.
just, it's a nationwide.